Em Tô Tiến xin chào quý anh chị và con. Tiếp tục bọn em sẽ xử lý cái lưỡi mèo trên cái nắp thùng này để cho ong nó khỏi xây và chúng ta thiếu có lượng mật chúng ta khai thác và một số con này cho ngâm rượu được. Mang mật ít đấy chứ, cũng có một ít. Phấn hoa nhiều nhỉ, cũng có phấn hoa đấy. Anh đang phải đuổi nhé. Cái này chúng ta nên dùng khói bình xịt hoặc là hương thổi ra khỏi cái lưỡi mèo để chúng ta cắt xử lý ạ. Đây anh đang cắt để đấy đúng không? Không có mẫy thì có phấn hoa vài con ong. Để này, cho tiện. Tí nữa tí xong để ngâm. Đó nó ngon này nhé, 5 lít rồi thế này. 5 lít thì 7-8 đai đó. Lít 500 cứ tính cho lít 500, 5 lít thì 2,5 triệu. Ờ 2 ổ thừa vốn rồi. Thừa vốn là giờ dư và thừa 2 thùng. Gặp trường rồi khi nào mình ở đây chứ. Hay. Không thích lần thích lâu rồi mà cũng có sợ. Cứ gặp trường rồi coi như lúc đó nó mình luôn chứ. Không phải bác mua thì lúc mua gần thì nó vẫn dễ hơn, với mua tận địa thủy như bác Tân mới đi tận xa thế mà ai mà kỹ thuật mua mà đến đây về mần cho mà. Lợi thế là gần là đỡ. Được rồi bọn em mua ở Hải Thành này thiết mua một số đây kêu ở ngay Đồng Hới chạy ới là được. Sợ nó xây đây, mình cạo hết đi, cạo hết trên nắp, đừng cho xây trên nắp nữa. Có mật thì cho nó ăn. Đây hắn thật bỏ mật cho hắn đẻ không? Cũng thế. Đây bữa được hắn đẻ nhưng mà chưa hắn đẻ nữa. Nhưng mà cái này cần phải nấu cầu không? Phải nấu chứ. Không. Chứ đâu? Hả? Không nấu. Thêm câu nữa. Chưa cần thiết mới quay xong không? Như thời gian nữa phải để. Vì sợ nó mạnh. Khi nào nó mạnh có lượng mật nó bắt nó đẻ ra mới làm nhu cầu là phải. Chưa lâu được. Gặp thằng ba thì lao được. Mà cũng giữ rồi, đàn này mà không nó không tách là nghe con này cũng chịu giữ dần rồi. Nó tách thì có mủ chúa đây rồi, chưa tách. Đông đông quân 5 cầu là đông quân mùa đợt hè mà 5 cầu thì. Để do của bác sao chứ của bên trường mà 5 cầu này nó chia chắc chắn chia rồi, mình không chia nó tự chia chứ. Ngược, quay ngược lại. Ong. Quy trình mà em đã xử lý lưỡi mèo xong này, đang nắp đậy nắp lại này nhé. Anh tránh cái trường hợp mà thổi để nó bị kẹp ong. Ong rừng mà bắt về có dễ nuôi không? Dễ. Ong ấy à? À bắt mật á? Mật thì quá tốt. Mật thì quá tốt thì có mật thì đúng rồi nhé. Có mật này tốt. Rồi, quy trình bọn em đã cắt lưỡi mèo cũng kết thúc ở đây nhé. Cuối video thì em Tô Tiến xin phép dừng ở đây. Xin quý anh chị xem hay hữu ích hãy chia sẻ video này ạ. Và anh chị em là chưa bấm đăng ký kênh hãy bấm đăng ký kênh nhé. Rồi em xin chào, hẹn lại quý anh chị và các bạn những video bà con những video tiếp theo ạ.